Câu chuyện chia sẻ ngày mới quay trở lại với tỉnh Hải Dương, nơi được coi là tâm dịch COVID-19 tại Việt Nam trong lần bùng phát thứ ba. Thưa quý vị, trong năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt của kinh tế xã hội, khiến cho người dân rơi vào hoàn cảnh lao đao. Trước tình hình đó, rất nhiều hoạt động từ thiện như là nhường cơm xẻ áo từ các cá nhân, tập thể, đơn vị đã xuất hiện nhằm chia sẻ khó khăn với những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này tại tỉnh Hải Dương, những hành động đẹp, những việc làm nhân ái lại tiếp tục được lan tỏa, giúp người dân nơi đây ấm lòng và lạc quan hơn trong thời điểm gian khó. Những hình ảnh ấm áp này đã được chúng tôi ghi nhận và sẽ chuyển tải đến quý vị ngay sau đây. Chúng ta cùng theo dõi. Mấy ngày nay, trên cánh đồng hành của khu dân cư An Lăng, phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, các hội viên chi hội phụ nữ phường tất bật thu hoạch hành giúp hai gia đình phải cách ly tập trung vì không may trở thành F1 của một ca mắc COVID-19. Mọi người đều tự nguyện vui vẻ làm, thậm chí có người gác cả việc nhà để giúp gia đình những người đi cách ly. Thì chị em đến với nhau thì bằng rất nhiều những cái tình cảm. Thì mình như là những cái gia đình mà đi cách ly cả nhà đấy, thì còn đến dọn nhà này, rồi là chăm sóc vật nuôi, rồi là thăm hỏi tặng quà. Dịch COVID-19 tại Hải Dương đã khiến cuộc sống của nông dân, người kinh doanh, buôn bán phải lao đao. Các tỉnh thành khác do lo ngại dịch bệnh đã hạn chế, thậm chí từ chối những chuyến hàng từ Hải Dương vận chuyển sang. Thế nhưng, nhiều nông dân và thương lái đã tạm quên đi những thiệt hại của mình, vẫn sẵn sàng san sẻ với những người khó khăn hơn. Còn vùng dịch bây giờ rất là cần thực phẩm, chúng tôi thu mua rau về rồi nhưng không bao tiêu được. Chúng tôi muốn hỗ trợ bà con nông dân ở khu bị cách ly. Còn tại huyện Tứ Kỳ, mặc dù đang lo cho hơn 120 hectare chuối không có thương lái thu mua, nhưng khi thấy nhân dân xã Hưng Đạo cần giải cứu su hào, bắp cải, những hội viên nông dân xã Chí Minh đã không nề hà đến tận nơi thu hoạch giúp và cũng hỗ trợ một phần kinh phí để chia sẻ thiệt hại cho nông dân nơi đây. Chúng tôi với tinh thần tiêu thụ nội khối, người trong huyện no cho người trong huyện, người trong xã no cho người trong xã. Cảm thông với nỗi lo của nông dân Hải Dương khi nông sản đến ngày thu hoạch không có ai mua, bị tồn đọng, những người Hải Dương xa quê đã chủ động kết nối với các đầu mối ở vùng nguyên liệu trong tỉnh để thu mua và bán giúp cho bà con nông dân đang thiệt hại do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hàng trăm doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng gửi tặng rất nhiều nhu yếu phẩm và khẩu trang, trang bị y tế, nước sát khuẩn để hỗ trợ cho lực lượng đang căng mình chống dịch ở tuyến đầu. Cái tình cảm của bà con nhân dân rồi các tổ chức, các cá nhân trong cái hoàn cảnh khó khăn đã dành cho cái tình cảm dành cho Hải Dương và cùng với tuổi trẻ Hải Dương để tham gia các hoạt động hỗ trợ bà con nông dân trong cái việc tiêu thụ cũng như là thu hoạch trong cái bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành như vậy. Đối với nội bộ trong các cái đoàn thể cũng như bà con nhân dân là có thể nói là tuyệt vời. Đã tổ chức được các cái tổ đội để giúp đỡ cho nhân dân, thay mặt cho nhân dân thị xã Kinh Môn. Tôi rất là cảm kích và cảm ơn tất cả những tấm lòng đó. Vì giãn cách xã hội khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân Hải Dương chịu nhiều bất tiện. Nhưng chính lúc này, tinh thần yêu thương, chia ngọt sẻ bùi giữa những người cùng cảnh ngộ càng lan tỏa trong cộng đồng. Vòng tay nhân ái trong cộng đồng người dân sống tại Hải Dương và các nơi tiếp tục được nối dài. Và họ đã và đang tiếp sức cho nhau, cả vật chất lẫn tinh thần, động viên nhau kiên cường, đồng lòng vượt khó để chống chọi với dịch COVID-19 và cùng tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn.